thì đã có rất là nhiều cái vụ việc uh, những người giúp việc gia đình lấy cắp tài sản trong gia đình hoặc là cũng có những trường hợp là giúp việc gia đình bạo hành trẻ hoặc là có những trường hợp là người sử dụng lao động trong gia đình thì lại có hành vi xâm phạm tình dục đối với người giúp việc gia đình chính vì vậy mà chúng ta cần có những cái tuyên truyền để uh, người giúp việc gia đình cũng như là người sử dụng lao động có thể hiểu biết được rõ là đây là một cái nghề mà bộ luật lao động đã quy định thì lần đầu tiên lao động giúp việc gia đình được coi là một nghề chính thức và khi mà có cái nguyện vọng sử dụng lao động gia đình thì những người lao động giúp việc gia đình thì những người sử dụng lao động phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản và ngoài cái việc ký hợp đồng đấy ra thì còn phải đảm bảo về những cái điều kiện ví dụ như là cái thời hạn lao động là do hai bên thỏa thuận với nhau khi mà chấm dứt hợp đồng lao động thì là phải báo trước 15 ngày. Thì trước đây thì người giúp việc gia đình thì hai bên tự thỏa thuận với nhau về mức lương. Thì bây giờ với quy định của bộ luật lao động thì người giúp việc gia đình sẽ được đảm bảo cái mức lương tối thiểu ví dụ như là năm nay thì sẽ được hơn 4 triệu đồng uh, trên một tháng. Và ngoài ra thì người ta còn được đảm bảo về cái điều kiện là được thêm được trả thêm cái tiền để đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế thì cái khoản trả thêm này người uh, giúp việc gia đình có thể tự mua cho mình cái tiền bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có thể được hưởng lương hưu uh, khi mà về già chúng ta đã có những cái quy định rất là rõ ràng và cụ thể trong bộ luật lao động đối với ngành nghề làm giúp việc trong gia đình có đúng ạ? Tuy nhiên là tôi nhận thấy là hầu hết những người lao động trong ngành nghề này cũng như là những người sử dụng lao động thì đều là sử dụng theo tính chất thời vụ và tùy thuộc vào nhu cầu của cái gia đình đó trong từng thời điểm cụ thể khác nhau rất nhiều vẫn gia đình và chúng ta vẫn chưa ký hợp đồng lao động đối với những cái người giúp việc như vậy thì bạn đánh giá sao về vấn đề này? Vâng thực ra cái việc ký hợp đồng lao động thì luật quy định là như vậy đã rõ ràng rồi và có hiệu lực rồi thế nhưng mà rất nhiều gia đình thì cũng chưa ký hợp đồng lao động bởi vì có những lý do là về phía người sử dụng lao động thì cũng chưa muốn là phải ràng buộc về mặt pháp lý với người giúp việc và mặt khác thì cũng do những một số cái quy định về cái việc mà sau khi ký hợp đồng lao động phải thông báo với ủy ban dân có thẩm quyền trong vòng 10 ngày kể từ khi ký hợp đồng lao động cái việc ký hợp đồng lao động trên thực tế thì cũng chưa được thực hiện nhiều theo một cái thống kê thì chúng tôi thấy là cũng có rất là nhiều đa số các trường hợp là chưa được ký hợp đồng lao động với người giúp việc thì chúng tôi hy vọng trong thời gian tới thì cái việc ký hợp đồng lao động sẽ được triển khai một cách rộng rãi hơn và tuyên truyền rộng rãi để mỗi người giúp việc khi mà làm việc có thể đề nghị cái người chủ sử dụng có thể là ký hợp đồng lao động với mình để đảm bảo những quyền lợi cần thiết theo quy định của bộ luật lao động có ý kiến cho rằng là cái việc mà người giúp việc trong gia đình như vậy không ký hợp đồng lao động với cả người sử dụng lao động một phần là do là trình độ hoặc là kiến thức của họ không đủ và thực ra là bản thân họ cũng không có nhu cầu phải ký hợp đồng lao động vì họ vẫn chưa biết được những cái luật mà đã bảo vệ chính cho quyền và lợi ích của họ vậy thì bà đánh giá sao về vấn đề này? Việc mà người giúp việc chưa muốn ký hợp đồng lao động thì một phần là cũng là do cái hiểu biết của người ta về pháp luật lao động đặc biệt là về cái nghề giúp việc gia đình thì họ cũng chưa coi đây là một cái nghề chính thức và cái nghề sẽ là nuôi sống mình cũng như là đóng góp vào sự phát triển của kinh tế xã hội cho nên là họ cũng do không coi đây là một nghề chính thức cho nên là cũng không muốn ký hợp đồng lao động chúng tôi nghĩ rằng là cái

để pháp luật lao động đến với những cái người phụ nữ đi giúp việc gia đình là rất là cần thiết để những cái người giúp việc gia đình này có thể tự bảo vệ quyền lợi của mình bằng cái việc mà thông qua cái việc ký hợp đồng lao động để tránh những cái cái hành vi vi phạm pháp luật lao động hoặc là những cái hành vi vi phạm về quyền của người giúp việc gia đình. Đúng như bà vừa nói thì cái đối tượng lao động chính trong ngành nghề này thì lại là nữ ừ. và thường thì đến từ các cái vùng thôn quê hay là những cái vùng kinh tế còn khó khăn và cái việc nâng cao trình độ hiểu biết cho họ là rất cần thiết để họ biết được quyền và lợi ích của mình là như thế nào. Và trước khi đến với phần tiếp theo của chương trình thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây. Theo thống kê của Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, lao động giúp việc gia đình ở nước ta năm 2016 là khoảng 246.000 người và dự báo đến năm 2020, cả nước có 350.000 người làm lao động giúp việc gia đình. Tuy nhiên, hiện nay đa số chủ nhà thuê người giúp việc không ký hợp đồng lao động mà chỉ thỏa thuận miệng dẫn tới người lao động và người sử dụng lao động không đảm bảo được quyền lợi của mình. Nhiều trường hợp, người giúp việc bị chủ nhà lạm dụng sức lao động, quy tiền công, thậm chí còn xâm phạm thân thể. Kết quả khảo sát cho thấy có 42,7% hợp đồng bằng miệng, 16% hợp đồng bằng giấy tờ, giao kèo chủ yếu thông qua mối quan hệ quen biết. Một vấn đề khác chính là sự hiểu biết hạn chế của nhiều người giúp việc hầu hết người giúp việc khi đi làm không ký hợp đồng lao động với chủ nhà bởi họ cũng không thích sự ràng buộc này. Không không có ai là phải bảo tôi là làm hợp đồng uh, ký hợp đồng để lao động như thế nào nhưng, nhưng mà chưa tôi chưa chưa gặp cả. Họ cũng không không hỏi không hỏi giấy tờ cũng không phải ký cái gì cả. Cái việc tôi làm đi, tôi đến làm thì tôi cảm thấy chủ nhà nó ưng mình cảm thấy mình hợp với cái chủ nhà. Ấy hợp được với với gia đình thì mình được ở lâu. Trở lại với chương trình ngày hôm nay đa số người lao động thì không được hưởng chính sách an sinh xã hội vì họ không coi đây là một nghề họ không ký những hợp đồng lao động như chúng ta vừa bàn trong phần trước của chương trình tuy nhiên thì pháp luật của chúng ta hiện nay thì có đang có những cái chính sách như thế nào để bảo vệ những cái nhóm người lao động trong ngành nghề này hiện tại theo quy định của bộ luật lao động người chủ sử dụng và người giúp việc gia đình sẽ ký với nhau một cái hợp đồng lao động thì trong cái hợp đồng lao động thì sẽ quy định về giờ làm việc tối thiểu và cái giờ nghỉ mỗi ngày tức là người ta sẽ làm việc được nghỉ tối thiểu mỗi ngày là 8 tiếng và một tuần thì sẽ có hai ngày người ta được bố trí nghỉ hoàn toàn để có thể đảm bảo về cái sức khỏe cũng như là đảm bảo duy trì tái tạo cái sức lao động để tiếp tục làm việc và ngoài ra thì cái mức lương tối thiểu cũng như là cái quy định về cái tiền đóng thêm để đóng bảo hiểm xã hội cũng là một cái quy định để đảm bảo cái quyền lợi cho người lao động mặt khác thì quy định về cái hình thức trả lương có thể trả lương bằng tài khoản vào tài khoản cho người lao động giúp việc gia đình hoặc là có thể trả lương trực tiếp nhưng mà làm thế nào đó để người lao động vẫn có thể đảm bảo được cái nguồn thu nhập của mình à, với những cái quy định trên trong luật lao động thì tôi hy vọng rằng là người giúp việc gia đình sẽ được đảm bảo những cái quyền lợi cần thiết để thực sự coi rằng đây là một nghề để có thể làm việc lâu dài và hy vọng nó cái cái công việc giúp việc gia đình này có thể mang lại cái nguồn thu nhập ổn định lâu dài cho những cái người phụ nữ. Số liệu thống kê thì cho thấy là 91,6% người giúp việc cho gia đình thì hiện nay không có lương hưu hay là những cái trợ cấp xã hội thường xuyên. Vậy thì bà đánh giá như thế nào về thực trạng này? Có rất nhiều trường hợp là lao động giúp việc gia đình khi mà về hưu thì không có lương hưu. Bởi vì lý do vì sao bởi vì một là nguyên nhân xuất phát từ cái người sử dụng lao động tức là người chủ thì không trả cái tiền mà đóng bảo hiểm xã hội cũng như là đóng bảo hiểm y tế cho người giúp việc lý do thứ hai là do người giúp việc đã nhận cái khoản tiền đấy nhưng mà lại không đóng thế thì bây giờ tôi cũng có cái khuyến cáo là người giúp việc gia đình khi mà chúng ta nhận được những cái khoản tiền về hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế thì chúng ta cũng nên liên hệ với bảo hiểm xã hội cấp quận, huyện nơi mà đang chúng ta đang sinh sống để chúng ta có thể đóng bảo hiểm tự nguyện thì những cái quy định về bảo hiểm tự nguyện này rất là đơn giản và dễ hiểu. Và mặt khác thì bây giờ cũng có những cái quy định đóng là chúng ta chỉ cần đóng tại cái bưu điện nơi mà chúng ta sinh sống thôi. Tức là hàng tháng chúng ta không phải lên bảo hiểm xã hội nữa mà chúng ta sẽ đóng tại bưu điện. Thì những cái quy định đơn giản về bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chúng ta có thể là thực hiện. Và với cái thời gian đóng khoảng 20 năm thì sau này thì đảm bảo mỗi người giúp việc gia đình chúng ta sẽ có thể là có một cái nguồn lương hưu tối thiểu để duy trì cái cuộc sống. Tuy nhiên là theo một số những cái điều tra cũng như là khảo sát thì lại cho thấy là nhiều người chủ sử dụng lao động họ lại đang nói là những cái điều luật hiện nay thì vẫn đang quá nghiêng về những người lao động và cái quyền và lợi ích bảo đảm của họ khi mà họ trả tiền để sử dụng lao động như vậy thì vẫn chưa được tốt. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể hài hòa được những cái lợi ích của hai bên như vậy? đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thực hiện tốt hơn nữa những cái quy định về việc ký hợp đồng lao động với người giúp việc gia đình và chúng ta có thể nâng cao cái nhận thức của người chủ sử dụng lao động về cái việc là đây là coi giúp việc gia đình là một nghề và cái nghề này sẽ giúp cái người chủ sử dụng lao động có thể giảm tải những công việc nội trợ trong gia đình để tập trung vào những cái công việc để làm cho phát triển xã hội thì khi mà cái nhận thức đến được nâng cao thì cái việc ký hợp đồng lao động hoặc là đảm bảo các quyền lợi cho người giúp việc hoặc là để chăm sóc đến cái sức khỏe cũng như là các cái đời sống về an sinh xã hội cho người giúp việc thì chúng ta sẽ được đảm bảo. Có thể thấy là nhu cầu sử dụng lao động với cái ngành nghề là người giúp việc như vậy thì đang rất là tăng trong thời gian vừa qua và làm sao để nâng cao được cái hiệu quả áp dụng của bộ luật lao động với ngành nghề này là một điều rất cần thiết để cải thiện chất lượng cuộc sống cũng như là chất lượng công việc cho những người lao động giúp việc đúng không ạ? Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà đã tham gia chương trình an sinh xã hội của chúng tôi ngày hôm nay. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.